Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng chủ nhật ngày 15 tây tháng 10 năm 2023 cũng là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch. Bà con nào ăn chay thì đừng có quên nha. Rồi trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nhanh, gọn, quan trọng trong ngày hôm nay, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, cuối cùng thì hai ông trùm đầu sỏ của tụi Hamas. Hai ông này là người mà đứng đầu lên kế hoạch để tấn công vào Israel đó quý vị, đã bị hạ gục, tiêu diệt về chầu Diêm Vương. Nội dung thứ hai, Mỹ chính thức báo động đỏ, Triều Tiên đã đi đêm với ai và làm cái gì. Nội dung thứ ba liên quan tới hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ và Nhật Bản rầm rộ ra trận ngay tại cái vị trí này. Cái vị trí mà nó đang nóng như dây đàn ở châu Á. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Đó cũng là cái cách mình chia sẻ với cộng đồng người Việt năm châu bốn biển. Và đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tony bằng cách là bấm nút like, bấm nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới châu Á, đặc biệt là một cái nơi mà trong suốt thời gian vừa qua nó đã làm cho everybody lo lắng và có thể nguy cơ chiến tranh hạt nhân xảy ra ở cái nơi này. Đố quý vị đó là nơi nào? Đó là bán đảo Triều Tiên. Trong suốt 3 năm vừa qua, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào Tòa Bạch Ốc thì chú Ủn đã lập ra rất là nhiều cái kỷ lục. Phóng quả tiễn ra nhiều nhất kỷ lục, bắn lựu đạn nhiều nhất kỷ lục, quậy nhiều nhất kỷ lục trong tất cả các đời Tổng thống Mỹ. Vì sao? Vì chú Ủn chẳng coi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ra cái gì hết, rồi làm cho đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Nam Hàn bất an. Trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ cũng đã đem rất là nhiều đồ chơi thứ dữ, tàu ngầm hạt nhân năng lượng, máy bay ném bom B-52 hạt nhân rầm rộ đến nơi này để răn đe chú Ủn, để cảnh báo chú Ủn, nhưng chú Ủn vẫn không coi ra gì. Tại vì trong tay của chúng ta không biết sở hữu bao nhiêu đầu đạn hạt nhân, nhưng bây giờ dưới cái thời Tổng thống Mỹ Joe Biden thì chú Ủn càng lúc càng hung hăng. Cho nên vào ngày hôm qua, đài truyền hình Nhật Bản đưa tin Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành một cái cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất ở Kyushu và Okinawa, cũng như đảo Hokkaido, để mà nhằm bảo vệ các hòn đảo và Nhật Bản nếu đụng chuyện xảy ra. Trong suốt thời gian vừa qua thì Mỹ và Nam Hàn cũng đã tập trận rầm rộ rồi quý vị. Bây giờ Mỹ cũng đang tập trận với Nhật Bản để đề phòng một cái nguy cơ mà chú Ủn bắn hạt nhân bất thình lình. Ok, rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Hàng chục ngàn binh sĩ đã tập trận vào ngày hôm qua giữa hai nước Nhật Bản và Mỹ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới đây. Cuối cùng thì vào ngày hôm qua, ông Antony Blinken và ông John Kirby, hai ông này là hai ông có thể nói là rất là quan trọng trong cái chính quyền của chú Bảy, đã chính thức tuyên bố đây. Vào ngày hôm qua, quan chức Tòa Bạch Ốc đã chính thức cáo buộc Triều Tiên đã chuyển hơn 1.000 container thiết bị quân sự, đạn dược và vũ khí cho chú Nga trong những ngày vừa qua, để chú Nga có thể dùng những thứ này để quánh Ukraine. Ok, thì cũng như chúng ta đã biết, cách đây mấy tuần lễ, người đứng đầu đất nước Triều Tiên đã đến nước Nga, sau đó hai ông bàn tán cái gì đó, sau đó ông chú Ủn trở ngược lại đất nước Triều Tiên thì rầm rộ những cái đòn xe lửa từ nước Nga chạy qua Triều Tiên. Thì theo như hình ảnh từ Google vệ tinh chụp xuống của Mỹ cho thấy là hàng ngàn container chở những cái vũ khí, đạn dược, quả tiễn, tên lửa, vân vân và vân vân từ Triều Tiên lố lên rồi nó chạy ngược lại đất nước Nga. Thì Tony đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần rồi, hiện tại bây giờ thì chú Buri gần 2 năm vừa qua chú quánh và chú đã cạn kiệt vũ khí và chưa có một con ma nào dám hỗ trợ chú ta ngoại trừ chú Ủn. Tại vì sao? Cả luôn ông Tập là đồng chí chiến hữu của chú Buri cũng không có hỗ trợ chú Buri, là tại vì ông Tập ông đưa cái lợi ích đất nước của ông ta lên hàng đầu.
đưa người dân của ông ta lên hàng đầu. Cho nên ông ta không có khùng gì mà vì chú Buri, vì đồng chí Buri mà ông ta để cho cái lợi ích đất nước của ông ta bị sụp đổ. Thành ra ông ta sợ cộng đồng thế giới căm giận, cho nên ông ta không dám hỗ trợ chú Buri. Còn chú Ủn, tại sao chú Ủn lại dám? Là tại vì chú Ủn chú cùi, chú không sợ lỡ. Chú nghèo mạt rệm rồi, bây giờ có nghèo nữa, có bị căm giận nữa, chú cũng không khe. Hiện tại bây giờ thì chú Ủn coi như là một quốc gia mà có thể nó bị cộng đồng thế giới này căm giận trừng phạt ghê gớm nhất. Và đất nước ông ta rất là nghèo nàn, cho nên bây giờ nghe lời chú Buri cho tiền, cho bạc, cho hamburger, cho cheeseburger, cho hot dog ăn. Thành ra bây giờ ông ta đưa vũ khí cho chú Buri. Và vào ngày hôm qua, đây là những lời mà ông John Kirby, ông này là cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền chú Bảy, ông ta nói như thế này: chúng tôi đã thấy những ngày gần đây Triều Tiên đã cung cấp cho Nga hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược. Đó là những gì mà ông John Kirby, cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia của đất nước Mỹ, đã chia sẻ trong cái cuộc họp báo vào ngày hôm qua. Và bây giờ Mỹ và đồng minh đang lên kế hoạch để tiếp tục trừng phạt chú Ủng. Không biết chú Ủng có ngán hay không, tại vì chú Ủng đã bị trừng phạt nhiều quá rồi. Rồi sau đây mình sẽ đi vào một cái nội dung mà nó đang làm trái cộng đồng quốc tế, đó là cái cuộc chiến tại Trung Đông. Bây giờ cái cuộc chiến này nó có nguy cơ lan rộng ra khắp cả vùng Trung Đông quý vị nha, ghê cỡ quá. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ vừa qua, Israel đã áp sát bao vây dải Gaza, rầm rộ xe tăng thiết giáp cộng với 300.000 binh sĩ chuẩn bị đổ bộ vào cái nơi này. Và Israel cũng đã rải truyền đơn cho hơn 1 triệu người dân Gaza di tản ngay lập tức, tại vì Israel không muốn giết lầm người dân vô tội, cho nên kêu người dân là chạy đi, tụi tôi chuẩn bị càn quét. Đây, thì vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, quân đội Israel tuyên bố đã triển khai lực lượng áp sát dải Gaza từ nhiều hướng và tập kích các mục tiêu của Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, cho biết là đã hạ một cái chỉ huy, một cái ông trùm cấp cao của Hamas trong một cái cuộc không kích vào đêm hôm qua vào dải Gaza. Ok, cái ông này là cũng là đứng đầu đó, gọi là đầu sỏ đó. Đã có trong một cái nhóm mà lên kế hoạch để tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 đó quý vị. Đó. Và cuối cùng thì Israel cũng đã hạ được cái ông này, ông tên là Abu Marat, đóng một cái vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các thành viên Hamas tiến hành cuộc tấn công vào Israel vào cuối tuần vừa qua. Ok, bên cạnh đó thì quân đội Israel cũng cho biết là cách đây mấy ngày, quân đội Israel cũng đã hạ gục được một tên đầu sỏ, đó là Ali Wahi. Ông này là đại đội trưởng của đơn vị được gọi là Nuba, đã bị Israel giết bằng máy bay không người lái sau khi Israel đã nỗ lực tìm kiếm. Các cơ quan an ninh của Israel đã tìm kiếm và cuối cùng đã tìm ra được cái ông này và đã thủ tiêu luôn. Đó nôm na là những người mà nằm trong cái nhóm đầu sỏ mà lên kế hoạch tấn công vào Israel đó quý vị. Thì bây giờ Israel đã hạ gục được 2 tên trùm đầu sỏ rồi quý vị ơi. Không biết có bao nhiêu tên trùm, nhưng mà hiện tại bây giờ Israel đang áp sát dải Gaza, đang càn quét và sẽ xóa sổ dải Gaza kỳ này luôn quý vị nhé. Coi như sau cái đợt này là Gaza nó có thể là thuộc về của Israel luôn rồi đó. Không có còn tụi Hamas nó chiếm, nó đóng, nó gì cả. Và cũng như Thủ tướng Israel đã nói, sẽ xóa sổ tụi Hamas này ra khỏi cái bề mặt của trái đất. Và nếu chúng nó muốn thấy địa ngục thì Israel sẽ cho chúng nó thấy địa ngục. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày Chủ nhật, tôi này cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, tình hình chiến sự tại Trung Đông. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Please, nếu thấy thông tin hay, nhấn nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem nha. Và đừng quên ủng hộ tinh thần bằng cách là bấm like nha. Have a good day. Thank you.